iPad E2 nha anh em nhé, rất đẹp luôn, giá chỉ hơn 4 triệu tí, đây là bản 4G nhé, bản 4G nha các bạn nhé, E2 rất mỏng và đẹp, máy có độ mới khoảng 95, viền có xước, xước cũng gọi là hơi rèn chút. Giá chỉ có hơn 4 triệu chút nhé, mà 4G nhé, cam kết zin Âu, pin toàn 9x. Đấy, cơ bản là zin nhá, pin mình có kiểm tra toàn 9x cho. Màn hình cực đẹp nhé, màn hình cực đẹp luôn cho các bạn nhé. Giá chỉ hơn 4 triệu thôi. Mọi chức năng đều test đã ok. Chụp ảnh nhé, rất đẹp nhé. Có chức năng đều ok thì mình test hết rồi, cái này bảo hành dài các bạn luôn, giá hơn 4 triệu nhé. Các bạn mua máy thì cho địa chỉ bên mình có ship COD như toàn quốc nhé, hôm nay này 15 tháng 5 nhé, pin toàn 9x thôi, con này mình test ok, test ngon lắm này.